Sáng nay, quận Liên Chiểu tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức phục vụ bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Liên Chiểu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,9%, không có sai sót trong tổ chức bầu cử, nhất là ghi nhận sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo với công tác bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền bầu cử được quan tâm chú trọng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và các vấn đề liên quan đến bầu cử. Dịp này, quận Liên Chiểu đã khen thưởng cho 61 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.